Đây là dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu kết nối Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam đang được gấp rút thi công. Khởi công vào cuối năm 2023, dự án này có tổng vốn đầu tư gần 275 tỷ đồng, có tổng chiều dài đường và cầu hơn 1,4 km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 14B qua địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang và điểm cuối khớp nối với dự án tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, song đến nay tiến độ dự án đảm bảo kế hoạch đề ra. Dự án cầu Quảng Đà và đường đầu cầu Quảng Đà là kết nối giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, là nó mang ý nghĩa là thông thương giữa hai tỉnh. Dự án cầu Quảng Đà thì đang tấp nập để thi công, mà mặc dù thời tiết nó vừa qua thì nó cũng mưa gió, nhưng mà các đơn vị thi công cũng đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ để đạt được mục đích là 29 tháng 3 năm 2025 để được thông xe kỹ thuật. Giao với đường dẫn và cầu Quảng Đà, hiện nay tiến độ dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B cũng đang được đẩy nhanh để những đoạn tuyến đã được huyện Hòa Vang bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành. Mới đây, huyện Hòa Vang đã phát động 90 ngày cao điểm tập trung giải tỏa để đến cuối năm 2024 này hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Đến nay đã có gần 400 trường hợp bàn giao. Sau khi thực hiện cái chủ trương cũng như triển khai thực hiện cái 90 ngày thì phát động ở dân, thì người dân rất đồng tình ủng hộ, người dân rất là phấn khởi đối với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14B. Vì đây là cái dự án mà và đây là cái nguyện vọng của bà con nhân dân của xã Hòa Khương đã kiến nghị thành phố rất là nhiều năm rồi. Và đợt này thì được bộ và thành phố quan tâm, thì đồng bộ đồng thuận nhân dân rất là đồng thuận cao để trong việc mở rộng cấp 14B. Ngoài hai dự án trên, thời gian qua, hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng đã được thành phố đầu tư mạnh, và đến nay, nhiều tuyến giao thông quan trọng mang tính kết nối cao đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, như tuyến đường vành đai phía Tây, đường vành đai phía Tây 2, các tuyến đường DT601, DH2. Đặc biệt hiện nay, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8 năm 2025. Sự đồng bộ hạ tầng giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn thúc đẩy giao thương, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực phía Tây thành phố.